Ủa lá nó mình đi tên lá được luôn hả hả anh Quẹo? Quẹo ơi, mình đi tên lá được luôn hả? Thấy đi không? Đâu có sao. Ôi, ủa vậy hả? Mình lót ở trong có đòn tay nó kích 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 nha. Hả? Chịu lực lại. Nó tên nhìn thấy ghê quá à. Nó tên nhìn tụt 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 xuống. Tại mưa nó ít tên cái gì vậy hả? Phải không ông ta? Tại mưa ít tên hơn tại nắng ha. Bên đó mình không vậy. Tại vì tại nắng á cái độ lá nó không có chỗ mình bám lại rồi tụi nó kích á. Mình bẻ sắp qua hả chú? Ừ. Em muốn bẻ đâu bẻ à? Không cho nó đè cái có cái này nè nó. Tại vì ở đây thì không có cây thang. Không có cây thang, cái nãy hên có cây dừa. Thế thì chú hai chú leo lên cây dừa, cái chú leo lên nhà luôn. Thế ghê. Mày có cây thang đưa thì khỏe. Ủa bây giờ gió là sao mình sắp sao phải gió cho nó ấy á. Vậy sao bên kia sốc qua trời gió nó thổi xui luôn chứ gió nam á ông để vậy nó sốc ngược. Thì ra nói đó là coi như bên này có cái đuôi. Chắc bên đây được, bên đây có cái đuôi nữa là nó giữ cái lá nó không có. Sao? Là bây giờ hỏi cái ông Tám đi. Bây giờ sắp khỏe làm sao là y vậy nè. Ủa? Ờ. Ngược nó lại. Ừ. Ngược nó lại. Thôi tao con cũng biết. Vậy bỏ cái đuôi qua bên đây hả? Nó đuôi bên đây. Là không có bị giọt phải không? Nó không tạt vô cái đó. À em hiểu rồi. Giờ em mới biết mấy cái vụ này chứ. Ủa anh Quẹo cho em hỏi anh Quẹo này. Ủa anh kêu bắt Tám bằng ông hả? Vậy chứ ông già cỡ đó rồi, bằng cỡ ông nội anh này anh kêu ông bằng dạ, ông hả? Cũng vậy em cũng phải kêu bằng ông luôn chứ sáng giờ em kêu ông bằng bác không à. Kêu bằng Tám được à. Hả? Ông rụng răng hết trơn thấy không? Ừ. Mới mốt ra đừng thấy ai rụng răng là kêu bằng ông nha. Ừ. Như anh mốt rụng răng nhớ kêu anh bằng ông nha. một miếng đủ không chú Tám? Vậy là để miếng này sống ở nhà bên kia. Đúng không? Em không lên tỉnh được, em tắt ra chồng lên. Vinh leo lên đi Vinh. Dạ. Leo lên đi. Leo nào? Lên nóc nhà. Chắc không dám leo quá. Em đâu biết leo dừa nữa. Phải muốn leo nữa phải qua cây dừa. Ha. Ừ, chị cũng không biết leo nữa. Thiếu thì cắt thêm không? Trời, hai cái bông. Hai cái bao để lên. Đó là đây bên đây để cho qua trước. Rồi là đây trước. Giờ ông Tám cái lá, ông Tám hay lắm, ông xé cái ngày băng nè. Không có lãi vậy. Thấy chưa? Ông Tám chịu lòng đó. Nhìn hai tay ông Tám mà biết ông Tám có nghề vậy. Chưa rồi, không muốn lãi rồi đấy chưa. Khoan nó quay cũng hàng. Để thật kỹ thuật coi. Không, cái này là chưa quen. Làm tảnh cho mẹ ông hay xé lá thì hay giữ đi có kêu cái thùng đó nó là tài nghệ chứ tự nhiên là không có ai mà xé được chị đó. Để con dây cho chi thôi. Giờ cái tàu lá đó cái chú hai chú bẻ ra làm hai. Để tàu lá ngang qua cái nóc nhà luôn. Mối gì Toàn? Coi coi hư. Coi cho chị hư bự hay nhỏ. Ăn sắp nóc hả? Ừ. Nào phải chị lên rồi hú nha. Đưa, để dưới đi. Hồi đó mình nhớ ở nhà mình cũng vậy. Hồi đó cha mình với mẹ mình lập nhà thì mỗi lần mà sắp nóc nhà là kêu mình chạy xe đạp đi mua dây chì nhận về sắp nóc, tại vì không phải là không có chuẩn bị mà là đã có chuẩn bị trước rồi nhưng mà nửa chừng thì thiếu. Thế là mỗi lần mà làm gì nhà là mình vừa chạy đi mua đinh nè, mua dây chì nè, thì giống như là mình làm tay sai, sai đâu thì mình đi đó. Mình vậy giờ mình thấy dây chì á thì mình mới nhớ. Mỗi lần mà làm nhà là mình chạy đi mua, làm nhà là mình chạy đi mua. Hồi nhỏ nhỏ xíu à. Tiền ơi. Nhớ đó nhà mà cha mẹ lập nhà mình chạy đi mua dây chì chứ không?
vô vô vô. Học 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 tay. Rồi cái hồi ba cái râu đó nó chỉ ra mình có cắt bỏ không chứ ta? Không. Nó mốt nó xẹp xuống rồi, nó khô nó xẹp xuống rồi. Dạ hả? Có là gầy đầu hay là đi vậy? Hả? Có gầy đầu hay đi vậy? Con máy này con mà có gầy con mới đi tới vô. Ôi sao mình nó con đám mây kìa Vinh. Đây là hai con đám mây Vinh đó không? Đó nó mù mù á. Thối ở đâu hả? Giờ đi ngược tới vô một cái nữa. Đó đầu nó vậy, thật vậy. Miếng gậy đâu thì vậy thôi. Lại. Ông Vẹo kẹp ông dây chì vậy nè, đang đưa lên. Cũng có lý quá ha mình Vẹo. Có lý mà không biết nó ra đâu. Cái này giống là tổ chim chứ vậy. Hay quá, hay quá anh Vẹo ơi, tới rồi. Đi gấp nó xách ra ổng lên cái nó dằn rớt cùng lum cho thầy. Rồi, ông đứng ở đây cho con rau này con lấy. Không quá, hay quá. Rồi, đưa lên. Lấy bò công nó tới gần 30 xào. Tội nghiệp mấy ông này ha, trời mưa mà ổng dầm mưa ổng làm tội nghiệp ha. Chú Tám, cái này cũng vì miếng chén cơm manh áo hả chú, chứ mình không làm gì màu cờ sắc áo. Thôi kia máy vậy kìa. Thấy mấy chú mình làm cũng tội ha. Ừ, mà thôi cũng kệ đi. Má luôn em. Tao vào ngày nay lỗ rồi. Sao hả? Gắt cái quần. Quá hả? Ủa xe ghe máy ai chạy gì nhanh dữ ta? Thạch dừa hả? Ủa trong đây có lò. Trong đây có lò hả? Ông Tám ơi, hồi đó giờ ông sống lâu như vậy mà ông có thấy con ma vú dài chưa ông Tám? Chưa biết. Có nghe người ta nói mà không biết có hay không à? Ở đâu có cái câu chuyện đó anh Rẹo? Thấy kể cho ông biết. Hả? Ở đâu có cái câu chuyện đó vậy? Câu chuyện đó người ta nói, ai cũng nói mấy người đi câu người ta hay gặp lắm. Có hả? Định ra ngoài người ta đi dài á. Ừ. Đi câu ngoài sông hả? Ừ. Mà dài thiệt không? Hả? Cái thằng kia chạy ra tự tin cây sưng máu, cái vú hồng tới đất luôn. Thiệt. Mà có không mà người ta kể kỳ vậy? Có, ta kể là phải có người ta mới kể. Ta thấy người ta chắc mấy người đó người ta hạp với ma hay sao chứ người đó thì người ta thấy
Anh đi câu anh không biết hả? Tại vì anh đâu có để thấy ma, tại anh đi hai thằng không à. Vậy hả? Anh đâu dám đi mình. Lần đi câu á, hai đi câu, nó bỏ tao nghe đẻ. Hai đi câu thì lúc đó tại chiếu đem theo gói nằm ngủ tao cũng quên mày. À. Rồi đó nó đi vô nè, bỏ nằm ngoài khu mộ á. Rồi sao? Hồi khoảng 1 giờ tới 3 giờ sáng. Rồi mày có gặp không? Thôi tao nó xịt đèn cháy cháy vô mặt tao thức dậy rồi nó ra rồi mà nó gặp mà tao thức dậy đột ngột cái tao đập đầu tao xỉu tiếp. Cái lúc đó là la lại sao la. Anh thấy nó ngủ ngon quá, anh vô nhà nấu cơm nè. Vô nhà nấu cơm nè, bỏ ngoài mẫu á. Bận cái đó thì vô mẫu luôn. Anh quẹo vậy chơi vậy mà chơi vậy sao bệnh? Chơi thì nó ngủ ngon nữa vậy vậy. Trời mưa mà làm gì vui ha, không thấy mệt ha. Hồi đó là mắt thấy hơi vậy. Chứ không mệt. Cái đường ta nhắc ma nhau đó, người ta nói nào đó mày về đi viện mình vú dậy. Ừ đè mày cho bú. À vụ nít á hả? Lớn. Em chưa nghe vụ này. Ừ. Bình Tòng hồi đó mày đi chơi rồi mày có sợ cái con đó không Tòng? Không, hồi đó tao đi chơi tao không, người ta đưa tao về không à. Giờ mày chửi người ta hả? Giờ mày chửi người ta, tao nói mày hay mày ngu. Sao mày không chứ Tòng? Tao nói mày ngu gì tao vậy. Nó đưa về tới nhà, ai nó cũng chửi mốt đâu ai đưa vậy. Tôi về chửi. Hồi đó tao vô xe kìa. Ở vườn kia có cái ổi. Xích lên đây, xích lên đây mày kể mày. Ở cái ổi nó gần nhà tao. Ừ. Cái tao nói mày vô đây mấy hồi xưa nít mà ổi nè, ổi nhà tao nhóc tao giao cho mày, tao ra cái tao chỉ ổi của người ta cho không hát đang đưa tao về. Gần sao thì vậy nó thấy ổi nó đưa tao về á, có ai chửi không? Không hên là tao không thấy à. Đó chờ mai anh chờ mai à rồi quay đầu qua đây đi. Ông Tám ông mạnh thiệt luôn chứ. Sao 9 tuổi? Sao 9 tuổi? Ông Tám sao 9 tuổi mà đốn lá rồi dầm mưa rồi xé lá. Vậy ổng này cũng sâu số 8 số 9 luôn rồi. Ổng cũng số 8 số 9 sẽ lớn của thằng chú nữa. Ông Tám ơi. Hả? Theo giờ ông còn cưới thằng bà nữa không? Cưới nổi không anh Tám? Thôi bà mà thằng chú ông bắt chết rồi. Cưới thì nổi mà biết làm ăn thì nổi không á. Thì ổng không nói. Nhưng mà con vợ này nó la. Còn kiểu nổi hai con trời nó la. Nhưng chúng nó la thằng chết luôn. Làm gì anh Tám? Đi xin đông gặp ổng. Ổng bệnh. Ổng tệ dữ lắm. Bữa qua đủ nhậu rồi ổng bệnh. Thời chắc ông câu với ổng. Đụng mấy mắt. Đâu có thấy đâu. Mấy cái thằng kia nó quay từ trước vậy. Khi phải ngay lên đi, khi thấy dưới không làm sao. Rồi đó. Rồi con thấy rồi đó. Thấy gì cũng được chứ. Thấy chú Tám rồi đó. Thấy chú Tám đang nhìn cái quần nó ngoài. Nó vô ngã. Thấy chú Tám cái gì nhé. Đang lợp nè. Lần xong rồi. Sóc nốt. Hả? Đó quân nè. Luôn. Ờ, mời chơi. Ở tỉnh lạnh không chứ tao, chú hai? Hả? Lạnh dữ không? Lạnh chứ. Mở trời không có lạnh. Ôi. Dễ hả? Dữ lắm. Này mà theo mà trời này mà khóc xong rồi mà xuống mà có cái lẩu ha. Trời ơi, nó thổi ha. Thôi, vừa hấp vừa thổi. Vừa hấp vừa thổi. Vậy nãy thằng thấy nhà người hai cho ông cháu cho ông thổi. Đó, lên thôn là nãy giờ nó đáy sớm á.
luôn mấy tờ đó luôn luôn này. Đi vô chợ. Chú hai leo lên ngã nào, chú hai xuống ngã đó hả chú hai? Tôi leo lên mà cái đầu về xuống cái đầu ha, xuống mà cái đít. Thôi xuống cái đầu đi cho giống. Hồi sáng. Cho giống hồi sáng. Chú Tám cận tên nóc nhà. Rồi, khai thông lòng mà. Để mấy thằng bay mới chừng nhỏ tôi bay khai vậy. Con người đó nha. Dạ. Hay như mình với đây mình đốn cây dừa đó rồi sao chú Tám không xuống được ta? Hả? Không tự không rớt xuống à? Đâu đu lá xuống đi. Đâu xuống à? Đu tờ lá đó xuống được không? Chuyên gia đóng thấy. Ở đó lập nhà thấy người ta rớt xuống không à? Rớt sao không được? Từ từ xuống vậy á, rồi cái nó tụt xuống. Trực xuống luôn hả? Có người rớt ngay cái bệt. Người rớt cái dẹp. Vậy hả? Có người nói u da, còn người không u da. Không u da. Mấy người mà tích đủ mỡ rồi hả? Người không u da chứ người đó khỏe đó. Mà đó mình lập nhà thấp thấp không giờ đâu như cao như giờ. Chết luôn à. Giờ chú Tám cho tụt xuống luôn. Vậy là xong hả chú Tám? Xong. Dạ, bữa nay mình mình làm được nhiều ghê chứ. Trời đất ơi. Đi tìm theo. Hên quá. Rồi trả kem nè. Kem bỏ túi đi. Thôi. Có gì đâu. Có gì đâu một chiều lắm chứ. Rồi. Chú làm nhiêu ngày? Chú làm có 250 ngày hả con? Chỗ bà con mà chú lấy rẻ cảm rồi kiếm tiền để về mua Tám, sữa đi đâu chú Tám? Con nó bú. Chú không lấy tiền hả? Vậy cảm ơn nha. Giờ mình đang tính tiền cho mấy chú. Ủa anh hai khỏi lấy tiền hả? Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Gửi cho ông Tám này chưa? Con Tám mới kêu luôn đi. Thôi lấy thôi chú có mà miếng này à, em rửa thôi nè. Rồi cảm ơn nghe, thay mặt hội đồng dân xã Tình Bình cảm ơn con nha. Ấy ừ chưa có bo ông kia nghe. Anh Tòng đã tiền chú Tám luôn chị. Ủa bác Tám chứ. Mình có tặng tiền cho tao không tao? Sao kỳ vậy anh tao? Đợi chừng nào đá thô cái nó không hay cái ông bị. Em gửi vậy. Rồi 300.000. Trời dữ vậy. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ, dạ. Ở à, Việt Nam nếu con mặn thì con dạ, ông hai nè, ông xỉu. Con phải nói trước. Dạ. Nhiều khi chú mất đi ôm bùng chú mới nhà. Dạ. Ông hai nói trước ngày hay ngày. Đó vậy đó, ừ. Sắp xếp vậy đây. Ông sắp xếp lại mấy món ông cũng bấm bụng này cho nó luôn nha. Trời ơi, nó đi xa quá mẹ ơi. Thì đi xa đó bo. Ừ, đi cái gì đâu. Ừ, trời. Trời ơi, trời xa. Đi xa nó bo chứ đâu sợ. Chú máy thì chú kêu xe bà Lâm chở xuống. Dạ. Cái khiên vô. Đó, cái đầu chứ kêu xe Lâm trở về. Đó, chứ có gì đâu chạy. Cảm ơn ba, cảm ơn ngoại. Có gì đâu. Dạ. Không. Ông về với chưa? Ông luôn ơi. Mấy con về đủ xe rồi. Hả? Thì đây ta đi sao về vậy á? Ừ. Cha con tự con xử nha. Đâu có sao ông đi với ai? Ông đi với tôi. Đi với ai? Cha con á, ông đi với ai? Tôi hỏi ông thử coi. Không có xe mà. Không đi lụm vô ai. Vậy là hồi nãy là mấy chú mấy chú là lấy 200 ngày 250
nhưng mà mày ba mưa nắng cực khổ, đúng là cực lắm. Mình tới người ta 38 mốt mình kêu dễ nữa. Vậy là chú 8 thì làm 2 ngày, còn ông 8 thì làm 1 ngày phải không? Như tính 900 ngày. Rồi còn ba anh quẹo thì 68, nhưng mà không lấy mọi hồi về mình cũng phải đưa tiền chứ. Rồi mốt mình kêu chứ. Nói cái nào làm cái nào thấy sao. Nào ra cái đó, nào cái nào xin ra cái xin nào cho bữa. Cái nào phải ra cái nào chứ cái nào ra cái đó thì hai cái khác. Khác nhau. Cái nào là ở cái chảo nhà luôn nghe. Giờ thì Tiền với Vinh á thì đi rước con Vi, tại vì bữa nay trời mưa thẳng có thằng Vinh về á, thằng Vinh nói là để em đi rước vậy chơi giùm cho chị về đây. Còn mình với anh Quẹo với Bình Tòn á, đây, thì bây giờ sẽ đi lấy ghe, tại vì hẹn với người ta là chiều nay lấy ghe rồi, thì trời mưa nhưng mà phải đi lấy á, để không thôi hồi không có được. Rồi vậy giờ đi ha, đi lấy ghe chứ. Rồi vô giờ mình ra tới ghe rồi, giờ chú sửa ghe, chú đóng ghe, chú đóng xong rồi nhìn rất là đẹp. Giờ con sẽ cho ông và cô chú anh chị em cùng nhìn thấy nha, để hình tụt xuống tước đẹp lắm luôn. 1 2 3 đóng cái sàn lại nè, cái sàn lại lường. Con tắt bơm nước luôn rồi, khỏe lắm. Ừ. Vậy cảm ơn nhiều nha chú. Vậy là con bơm, vậy con bơm phải không? Thôi. Ôi ơi, bơm nước luôn đã à ta. Công nhận chú cao gáo thiệt chứ. Trời ơi, bơm nước luôn, khỏi sợ vô nước ha. Đóng cái thùng này lại là coi bộ là ngon lành luôn, nhảy đi ngồi cũng được luôn. Mà chắc có điều hơi nóng đít. Có ổ khóa lại luôn, có đóng làm cái nắp luôn nè. Này sao cái sàn đó đóng làm như hơi thấp quá hả, sao không kêu chú đóng cao? Bảy vậy gì cao quên đâu được, cái sàn kia kìa. Bảy cái sàn đóng vừa chứ đâu cao nữa. Dạ hả? Cao nữa một tí. Dạ hả? Sàn luôn không chú, anh tính đóng con cặp ga này hả? Ừ. Bảy đóng cái đó rồi mình ngồi trên tài hả? Hả? Bảy đóng đó mình ngồi trên tài đâu được. Vậy hả? Vậy là vừa hả? Lắc ghê luôn. Vậy hả? Đóng càng cao ghê càng lắc. Em đâu có biết đâu. Đúng là thầy thợ có khác ha. Cao quá nó lắc. Dạ. Chú đóng mấy ngày xong hả chú? Ở đây ngủ đây. Công đâu cho mượn ở đây 8 ngày công. Là 13 16 phải không? 4 ngày hả? 4 ngày công đôi. Này sao có gì gì dở nè, chứ mua ra nhăn quấn đó, ta không cháy dán chứ không quấn cái trại nó cháy. Cái này là gì, cái này là gì chú? Amiyan hả? Ừ, nó chịu nóng được hả? Đó mình chạy nó không cháy dài dán luôn. Ngẫu hết cái này ngẫu hết. Chứ sao nó cháy? Thôi bắt công tắc cái ha. Bà công tắc cho bác xem. Tắc ở đâu? Đó. À. Thấy rồi. Này đây có cái công tắc mua tưa. Hết nước rồi tắt. Ngon quá chứ. Rồi, im rồi đó. Theo mình ngồi trên đây nắm đất không chú? Không, cái này là người tộc sơn rồi, cái này. Tao ấy sơn bằng gì? Trời nó khô. Sơn có để sơn nè, ấy là dán nó không ấy. Sơn cái gì mà sơn cây á? Anh Biểu. Sơn đó sơn cây là cái gì? Không phải, giống như là sơn cây cột nhà, cái đó kia bằng gì? À, dầu điều. Dầu điều với dầu bóng pha lộn dạ. Vô. Dầu dạ. Dầu bóng thay. Hang sơn sờ hết ghê luôn. Cho đẹp. Đợi có khi nào nắng khô. Ừ. Thấy xanh vậy không? Đẹp chứ sao? Đẹp ha, đóng cái thùng vậy thấy đã ha. Yeah, tính tiền con đi chú. Cái cọng dây này chú ơi, giờ mình có cột vô cái cọng cây nào không chú? Để thôi mình chạy lỡ có lật thùng dầu con cây nó. Đâu để lật được rồi. Là còn ấy thì mình ngủ chưa đóng cái đinh đâu bộ không nghe nè bộ chó này nè im ha quên Phan nói nghe nè, Phan nói chú có chỗ nào mà mình đóng để mình để đồ đạc được không chú, giống như là cái tủ nhỏ ở chỗ nào cho nó gọn á, ngay chỗ mình tòm ngồi được á chú, sẵn còn nè mà đóng ở chỗ này ngồi thì không được, biết sao đóng chỗ này thì mình ngồi ở ngoài sau này đâu có được nhiệt rồi.
không được hả? Đồ mình có hầm mấy tân mận hầm mận nè, hầm đây nè, không đổ đất mình bỏ đây khóa luôn được nè. Ừ, để nó cháy không, nóng quá nó cháy không, đất thì để được đâu nè, ngăn này nè, đây hả? Ừ, khóa luôn. Nóng không cả. Mình có hầm hai cái hầm kìa. Cái hầm đâu? Đó, cái hầm có tên mũi với cái hầm đây nè. À, được không? Tao mày danh mày mở ra thử đi. Không, nè, hầm để lấy bọn dốc sao nữa. Dạ hả? Cái hồi đó là... Mẹ. Hồi đó là nó chuyện mà đâu, đâu? Cái bánh lái không có rẻ, lái nó chậm. Ờ, có cái hầm này rồi. Hai cơm bia quá nè. Còn giờ chứ... Nó viên ngon đường nè. Sao thấy nó lẹ hơn. Cái hồi nè. Đó vô cũng không hết số nữa. Biết cái hầm thức thấy không? Ừ, thấy rồi. À, vậy là có tủ để đồ rồi, nào tới giờ đâu biết đâu. Chứ có cái đó khá dầu rồi cũng đỡ. Nôm ở đây, ra đây nó mở sớt bùn dầu, cắt lấy bùn dầu tiêu. Thấy anh chịu không anh Kiều? Như chú đóng vậy anh chịu, thấy thấy chịu im không? Em chịu, anh chịu rồi. Mà anh thấy im không? Đẹp. Đẹp. Em cũng thấy em khoái nữa. Không phải không? À. Ủa sao chú cho còn cất cái lỗ đó là sao rồi chú? Cái cần số, cái cần số mình phát về vô nó mới hết, còn không à nó không ấy nó đụng. Dạ. Chú bắn to lại giùm luôn rồi ha. Ừ. Hả? Cái này em khoái cái này nè. Thừng này nè. Nhìn nó đẹp mà nó an toàn, chất lượng cao thấy không? Chỉ giờ chú tính tiền bằng mình ấy đó, nó không có cháy. Dạ. Dạ sao cái khúc ngoài không vấn chú không hay nó nóng đụng nó đó, nó không nóng cái đó. À nó nóng khúc tâm rồi hả? Ừ, dạ. Ủa còn nước nữa hả anh Tạm? Ừ. Sao nãy thấy giống như hết nước chú. Cái bông này mình có cách nào làm giảm thanh nó lại được không chú? Nó là nếu mà máy thì mình truyền cái bô nước nó ra làm sao, rồi cái ống nước đó mình truyền cái quan cho nó vô, hiểu không? Nó chạy bằng nước, nó giải nhiệt bô, phải không? Mà phải truyền là sao? Nó nóng máy không? À, không, nó chạy bình thường, phải không? Để em mất làm cái đó. Chồng gặp là cái gì? Cái đó có dịp nào xuống không? Sao này có cái cái bô tức là mình làm bự phải không? Nó quanh là sao? À. Cái mình làm con nước máy đó, mình làm cái quanh nhỏ cho nó vô cái bô, phát lỗ cho nó vô bô, cái nó chạy nó giải nhiệt bô. À. Nó, mình nói chuyện xấu nghe nó thì nó truyền lại sao? À. Vậy là làm khoảng bao nhiêu tiền chú? Nếu mà mình làm giảm âm thanh á. Chú ấy là phải suy nghĩ, mình làm bảng chiếc tính mới biết, mình đo tiếp nó bị dài nó nhiêu. À. Chủ yếu là tiếp. Chắc nghĩ có không nhiêu tiền hả chú? Không nhiêu tiền. Cả 1 triệu, mấy 2 triệu đổ lại. Ừ. Làm luôn. Mốt có thời gian cái mình xuống mình làm luôn. Ở chú phẩm chú có đóng không cái này không ta? Cái gì? Tại từ đây nó không cái à, chú chọn hết rồi. Ờ, chú chọn mấy luôn luôn, nó nước xuống hết rồi. Tại vì tên đó nó còn miếng que thôi. Biết rồi, chú bắt đầu chú chọn hết ra. Chú làm kỹ ha. Ờ, chú làm kỹ. Có mối rồi đó. Ờ, còn cái miếng dán đó là chú mới đóng luôn hả chú? Ờ, dán là chỉ đạo của nó. Đúng rồi. Ừ. Ủa chú vậy mai mốt đóng đèn trang trí, ví dụ tụi con đóng đèn trang trí á, đèn led á là chú đóng luôn được phải không? Được, tôi đóng. Dạ, được. Dạ. Tại chú chuyên môn làm ghe du lịch mà. À vậy hả? Hồi đó. Ví dụ như mình thợ sửa ghe mình phải biết chạy là, ví dụ mình chạy coi cái ga số rồi cái nào nó không im. Chứ cái chương trình này làm như đi sửa chưa tới nè, chương trình còn hơi công chạy nó luôn. Nó cũng ghê ha. À, nó không cũng một đây thì nó công dịch hai là công cái lát. Chú tính tiền cho tụi con đi chú ơi. Rồi chú công tiền thợ với tiền mua đồ là 2.750.000. Dạ. 2.750.000. 2.750.000 không chú? Ừ, dạ. Để xem gửi chưa. À, tiền dán là chưa phải không chú? Ừ. Đây là tiền dán thì chưa? Chưa. 2-3 triệu. À, đây là món quà của anh Kevin Nguyễn muốn tặng gửi tặng cho Bình Tồn, tại vì á là anh Kevin Nguyễn biết là anh tặng cho Bình Tồn món quà gì thì Bình Tồn không có nhận, cho nên là anh nhờ mình, nếu mà thấy Bình Tồn cần cái gì á thì anh sẽ gửi cái phần đó cho Bình Tồn.
cho nên là coi như là phần công thợ sửa ghe này thì em sẽ lấy món quà của anh Kevin Nguyễn để trả cho mình Tòng ở đây. Tại vì trả cho mấy cái khác á, con cũng không biết, em cũng không biết là mua cho mình Tòng cái gì. Ê, mình Tòng nó có đâu có nói là nó cần cái gì đâu. Vậy là anh Quẹo thấy em gửi tiền cho mình Tòng về thấy được không? Được không? Dạ, em cảm ơn anh Kevin Nguyễn nhiều lắm đã giúp đỡ cho tụi em. Tao không? Cảm ơn anh đi. Thôi em cũng cảm ơn anh Kevin Nguyễn. Cái gì nữa? Cái gì nữa? Chúc sức khỏe cho anh. Thôi em cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe. Mà con có sức khỏe làm gì cũng được á. Em cảm ơn anh Nguyễn. Cảm ơn anh Nguyễn cũng được nữa. Chúc anh nhiều sức khỏe, sống lâu. Em cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Và em cũng xin chúc cho anh cùng gia đình của anh được nhiều sức khỏe, được bình an, được vui vẻ, hạnh phúc. Và em cũng cầu xin ơn trên ban ơn và chúc phước trên tài chánh của gia đình anh, để gia đình anh có nhiều điều kiện giúp đỡ cho những người khó khăn. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị em rất là nhiều. Nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và chia sẻ và xem hết quảng cáo để ủng hộ cho Hương Vị Đồng Quê nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thiệt là vui vẻ.